Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Minecraft của mình, mang tên Vua Rồng. Ta-da, yeah. Ok. Ok anh em ơi, thì tập này Vua Rồng cũng đã ra được tới tập này là tập 7 rồi anh em ơi. Đúng rồi, tập 7 rồi. Thì hôm nay mình lại tiếp tục ra series Vua Rồng cho anh em xem đây. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là đăng ký họ cho các thành viên của Hero Team của mình đó nha. Ok, và chúng ta không nói nhiều nữa nào, chúng ta bắt đầu vào video thôi. Let's go. Ok các bạn ơi, thì hiện tại là mình đang đứng ở trên nóc nhà cùng với hai con rồng của mình đây. Thì như những lần trước mình có nói với mấy bạn á, là mình sẽ xây cho hai con rồng mình cái chuồng rồng ở trên nóc nhà luôn đó. Có nghĩa là cái nóc nhà của mình nè, còn dư chỗ mình sẽ xây chuồng rồng cho hai con rồng của mình. Mấy bạn thấy như vậy có ok hay không nào? Wow, mình nghĩ rằng là quá ok luôn nha. Và mình đang suy nghĩ rằng là mình không biết được rằng là trong cái map của mình là hiện tại sẽ có bao nhiêu con rồng đây. Bởi vì là mình đã có hai con rồng rồi nè. Còn rồng lửa nè, rồng bầu trời nè, rồng kim cương nè. Rồi rồng lá rồi tùm lum la luôn. Mình không còn nhớ là có khoảng bao nhiêu con rồng nữa để mình xây chuồng. Cho nên là tạm thời mình sẽ xây trước 7 cái chuồng trước đi. Đó là 7 con rồng nha, 7 viên ngọc rồng. Ok, mình sẽ xây trước 7 cái chuồng nha. Còn lại thì để mình xem coi còn thiếu bao nhiêu cái thì mình sẽ gọi là xây thêm nha các bạn. Ok. Rồi bây giờ không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu đi xây dựng thôi nào các bạn ơi. Thì trước tiên thì mình sẽ cho hai con rồng của mình đi xuống dưới. Đi xuống dưới thôi. Ok rồi, một con. Rồi con này luôn. Hey. Hey. Ok rồi, mình nhảy là không tới các bạn ơi. Mình phải đi bằng cái đường này mới lên tới nè. Rồi trời là trời. Ok đi xuống. Bảy xuống nào. Rồi ok. Bây giờ nè, mình sẽ xây cho nó 7 cái chuồng thì chắc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì nó sẽ cao tuốt ở trên trời luôn các bạn. Đó, mình nghĩ là sẽ như vậy đó. Và mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ tốn rất là nhiều gỗ đây. Để mình xem coi, hiện tại bây giờ mình cũng đang có khá khá gỗ nè. Với lại đá, mình sẽ sử dụng đá để mình xây luôn. Đó, xem còn gỗ không? Đây, còn gỗ đây. Mình sẽ gom hết tất cả tài sản của mình để mình xây cho có mấy con rồng gọi là nhà cho bọn nó ở. Rồi, mình xuống đây mình lấy ít đá nữa. Rồi, ok, tới nơi nè các bạn ơi, để mình xem coi. Ôi, mình quên mất là mình có rất là nhiều đá luôn các bạn ơi. Quá trời đá ở đây luôn á, chứ không phải là ít đâu nha. Rồi, để mình lên đây mình xây chuồng cho bọn nó nha các bạn. Đó, thì để mình xem coi bây giờ muốn xây chuồng á thì mình nghĩ rằng à khoan, từ từ. Nãy giờ mình quên mất có một việc mà mình quên chưa làm các bạn ơi. Mấy bạn có nhớ trong tập trước chúng ta đã làm được gì không? Thì những bạn nào đã xem tập trước rồi thì đừng quên bình luận cho mình biết nha. Đó, thì trong tập trước chúng ta đã đi giết rồng mấy bạn ơi. Và mình giết được con rồng, mình kiếm được rất là nhiều xương, với lại kiếm được vảy và kiếm được hơi thở của rồng. Đó, thì bây giờ là mình sẽ chế tạo đồ. Từ nãy giờ mình cầm trên tay mình tính khoe với mấy bạn, ai về đâu mình quên mất. Rồi, vảy thì mình nghĩ rằng là mình sẽ chế tạo cho mình một đôi giày đi. Hiện tại là mình chưa có gọi là cái đôi giày rồng nè. Đây mình sẽ chế tạo cho mình một cái đôi giày. Đó. Rồi ok. Nhìn nó hơi sai sai các bạn nha. Tự nhiên không mặc bộ đồ màu xanh lá cây mà lại mang cái đôi giày màu đỏ thì nhìn nó hơi sai sai. Chắc là mình nghĩ rằng mình sẽ chế cho mình full bộ đồ màu đỏ luôn đi. Ok, để chế full bộ đồ đỏ luôn. Cho nó xịn các bạn ơi. Đó. Rồi ok, full bộ đồ đỏ luôn. Vứt này ra. Bây giờ mình sẽ mặc full bộ đồ đỏ luôn nha, vứt hết. Rồi, mặc vào. Đó, lẫm này vô. Ok các bạn. Đó, hợp lý chưa? Bây giờ là mình là đã mặc full đồ đỏ luôn rồi nha, siêu nhân đỏ đó. Ok, rồi còn cái kiếm này thì mình sẽ bỏ vào đây, bỏ thêm hơi thở của rồng vào để mình chế tạo cái kiếm lửa. À, hình như là cái kiếm của mình nó bị hỏng rồi cho nên nó không dùng được nữa. Ồ, thôi xong rồi, không sao cả, bây giờ mình sẽ chế tạo cái kiếm mới đi. Sẽ vào đây thế này, để cục len vào, sẽ được một cái que. Rồi để que vào đây, sau đó để thêm gọi là xương rồng xung quanh, chúng sẽ được một cái kiếm. Rồi, ok. Rồi, từ cái cây kiếm này chúng ta bỏ vào đây. Bỏ thêm cái bình gọi là hơi thở của rồng vào. Chúng ta sẽ được một cây kiếm lửa. Búp, đó. Ô, thôi xong rồi. Cây kiếm lửa của chúng ta bị giảm mất 5% sức tấn công rồi các bạn ơi. Yếu rồi, thôi xong rồi. Cây kiếm lửa chúng ta gọi là yếu rồi. Nhưng mà thôi không sao cả, kệ đi. Mình nghĩ rằng là không sao, chắc là sẽ ổn thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đây, mình test thử cái kiếm lửa của mình nha các bạn. Không biết kiếm lửa nó có mạnh hay không đây. Đây test thử coi, ở đây có một con gọi là một cái con khủng long nè. Ok, chém nó. Ui, nó cháy lửa luôn các bạn ơi. Ghê thiệt, chém nè. Chém ấy nè, chém ấy nè. Wow. Kiếm này cũng hơi bị mạnh đó nha. Nó rơi là gì đây, cái này ăn được không? Ăn được luôn hả? Gì hay vậy? Ăn được luôn, ăn được luôn. Ok, để xem còn con gì để mình test kiếm không. À khoan,
mình muốn xuống dưới hang để mình giết một ít gọi là quái vật. Mình kiếm slime mấy bạn ơi. Kiếm slime để làm gì? Thì cái slime chúng ta sẽ làm cọng dây để chúng ta cột con rồng lại. Mình sẽ xuống đây mình kiếm thêm ít slime nè. Ok. Cái hang này, cái hang quái vật lần trước chúng ta chết nè. Bây giờ là mình đã có giáp rồng rồi, có kiếm rồng luôn rồi. Trời ơi, sợ gì bọn nó nữa. Giờ là xuống chơi khô máu bọn nó luôn. Tụi mày đâu? À bên đây, bên đây. Mình nhớ là cái đường qua đây nè. Rồi đây nè. Xuống đây kiếm tí slime coi. Rồi trong đây không có slime. Ok, mấy cái lồng này mình để đây luôn đi. Để mai này có gì mình chế tạo gọi là chỗ farm mấy con quái vật mấy bạn ơi. À khoan, mình sẽ lấy theo đuốc để có gì mình còn cắm xuống đây. Ui, mấy con Enderman xuất hiện. Ây da. Ui, một con quái vật gì đây? Mày quýt. Ok, rồi. Đụm đồ. Ui, cháy. Không, uống thuốc hồi máu vô. No. Một con nhện. Quýt mày. Zombie nữa nè. Mình hiện tại giờ giáp của mình đang rất là mạnh rồi, cho nên là mình không sợ mấy con quái vật này. Chết đi. Ôi, mình thấy slime rồi nè. Enderman. Ok. Enderman hả? Zombie hả? Đây, slime đây, có slime rồi. Lấy đem về. À, chúng ta đã kiếm được slime rồi nè. Quá hợp lý luôn. Để mình uống miếng nước nè. Rồi, mình đang gọi là không biết cái công thức để chế tạo cái bình nước như thế nào, để chúng ta làm theo cái bình nước chúng ta cầm theo chúng ta uống. Nhưng mà bây giờ để từ từ đi, để chế sau. Rồi, ok, có được slime rồi. Chúng ta sẽ bỏ slime vào đây. Bỏ cọng dây vào. Chúng ta sẽ chế được cọng dây. Đó, chế 4 cái luôn đi. Rồi, 1, 2, 3, 4. Ok, 4 cọng dây. Để xích mấy con rồng lại, không cho nó bay đi đâu mất. Rồi, ok. Bây giờ là chúng ta bắt đầu vào công việc gọi là xây dựng của chúng ta thôi. Từ nãy giờ gọi là tốn thời gian lắm rồi đó. Chưa xây dựng được cái gì ta? Cái chuồng cho mấy con rồng nữa. Rồi, đụm vào, ok. Bây giờ mình sẽ đặt gỗ vào đây. Mình sẽ lắp cái sàn này lại luôn, để cho nó bằng phẳng lại. Chúng ta sẽ xây dựng nha các bạn. Lắp lại. Ok, rồi mình đã lắp lại cái sàn xong rồi nè. Hình như mình mới nghe tiếng con bán cà lem thì phải. Ờ đúng rồi, có con bán cà lem bên dưới kìa. Mình thôi kệ, từ từ tí nữa mình xuống đó mình xin nó hồi máu cho mình, chứ mình bị hết máu rồi. Ok, đập chỗ này ra để kiếm cái đường xuống coi. À, cái đường xuống bên đây đúng không? Ok, cái đường bên đây là cái đường xuống nè. Rồi. Bây giờ là mình sẽ gọi là xây nha các bạn. Mình sẽ xây dựng bằng đá đi. Mình sẽ xây lên thế này. Chuồng cho rồng mình sẽ xây bằng đá. Cao lên như thế này đi, cỡ như đây được cho ta. Cả thêm ô đi. Rồi ok. Rồi ok, rồi nhảy xuống dưới. Rồi, xây cái cột ra. Mình sẽ xây bằng đá cho nó tiết kiệm mấy bạn ơi. Tại hiện tại bây giờ là cái mà mình có nhiều nhất chính là đá. Cho nên là mình sẽ xây bằng đá luôn. Rồi, bây giờ mình phải làm cho nó một số cái hàng rào. Quên mất, chưa làm hàng rào. Rồi, bỏ que vào đây, sau đó là bỏ gỗ ở hai bên. Chúng ta sẽ chế tạo được hàng rào các bạn ơi. Rồi, đó, hàng rào. Bây giờ là mình sẽ gọi là đặt hàng rào vô để gọi là tránh trường hợp con rồng bị rơi xuống dưới. Đó, mình sẽ đặt hàng rào vào. Ok, rồi, đặt thêm hai cái hai bên thế này đi. Sau đó là mình sẽ gắn thêm hai cây đuốc lên đây để tránh trường hợp zombie sẽ xuất hiện ở trên đây các bạn ơi. Mình sẽ xây thêm hai cây đuốc trên đây. Rồi. À, đặt đằng sau nữa, không cho zombie xuất hiện. Zombie mà xuất hiện trên đây là chết đấy. Ok. Bây giờ còn cái máy nè, cái máy thì mình nghĩ rằng là mình sẽ xây bằng gỗ. Thì gỗ thì mình sẽ chế thành ván gỗ để xài cho tiết kiệm mấy bạn ơi. Chế thành ván gỗ nè. Rồi. Giờ lắp nó lại phía trên thôi. Rồi, xong. Đó, đơn giản như thế này thôi nè mấy bạn ơi. Vậy thôi là được rồi nè. Rồi, chỗ hàng rào này mình sẽ xây thêm lớp gỗ này vào như thế này để trang trí cho nó đẹp. Đó, thế là xong. Cái chuồng của con rồng mình chỉ cần xây đơn giản như thế này thôi là được nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xuống dưới mình dẫn một con rồng lên thử nha. À, trước tiên mình sẽ cất cái xương rồng vào bên trong để cầm theo cái xương rồng, lỡ chết mất tiêu xương rồng nữa uổng lắm. Rồi, đưa con rồng lên trên nè. Rồi bay vào đây. Ok, rồi. Con rồng sẽ được nằm trên đây, sau đó mình sẽ lấy một cọng dây nè, mình cột con rồng lại. Chói nó vào đây. Đó, thế là con rồng sẽ nằm im ở đây luôn. Con rồng nó sẽ không di chuyển đi đâu được hết các bạn ơi. Đó, hợp lý chưa? Rồi. Còn con rồng Ender thì mình sẽ để nó cái chuồng ở phía trên. Mình sẽ xây thêm một cái chuồng phía trên ở trên cao thế này. Đến khi nào mà đủ được 7 cái chuồng thì mình sẽ dừng lại. Đó. Và bây giờ mình nghĩ rằng á, là để tránh mất cái thời gian của anh em thì mình sẽ gọi là
tua nhanh cái đoạn này nha anh em. Cái đoạn mà xây nhà nè, mình sẽ tua nhanh nha. Mà tua nhanh mà cách nào nào, mình chỉ cần búng tay cái là coi như là mình đã xây xong cái chuồng luôn. Bởi vì là xây cái xong 7 cái chuồng thì nó sẽ khá là lâu, cho nên là sẽ tốn thời gian của anh em, và anh em xem sẽ rất là chán luôn. Tại vì là chỉ có xây dựng thôi, xem sẽ rất là chán, cho nên là mình sẽ tua nhanh nha. Ok, bắt đầu nào. Tua nhanh một cái búng tay. 1 hour later. Hi, ok các bạn ơi. Thì sau một thời gian gọi là xây dựng cực khổ thì mình đã xây được 1, 2, 3, 4, 5. Trời ơi, mới được có 5 tầng thôi các bạn ơi. Mà hết sạch đồ luôn rồi. Gỗ, đồ, đá rồi cũng hết sạch luôn rồi. Bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ phải đi kiếm thêm thôi. Còn được 2 stack đá nè, nhưng mà cũng không đủ để xây dựng đâu. Ui, có con skeleton. 2 con luôn. Mày. Skeleton nè. Ok rồi, chết nó rồi. Ơi, bây giờ mình sẽ phải gọi là đi farm thêm đá bạn ơi. Cần thêm đá với lại là cần thêm gỗ nữa. Nhưng mà đá thì sẽ kiếm dễ hơn, cho nên mình sẽ đi gọi là farm ít đá. Sẵn rồi mình sẽ xuống dưới đây, mình đi vòng vòng đây, mình coi coi có cái gì mình farm được thì mình lấy luôn. Oh, hello, hai anh zombie. Oh yeah, vào đây cho tao test kiếm nào. Kiếm của tao là kiếm rồng đó, tụi mày nghĩ sao tụi mày đòi đánh tao hả? Ui, có củ cà rốt nè, hợp lý. Đem củ cà rốt về nhà để trồng. Oh, nhà anh, lại là nhà anh này. Quá trời nhà anh luôn. Ok, mình nghe tiếng con gì nó đang thổi kèn hay sao bạn? Tao té, tao té. Ôi, trời ơi, một con skeleton nó thổi kèn. Mày hả? Mày thổi kèn nè. Ok, mình giết cái rồi. Mình đã có giáp rồng rồi, mình đang khá là mạnh, cho nên là mình đi xuống đây thoải mái luôn, không sợ bị bọn nó giết nữa. Một con chuột. Ôi, zombie. Hai. Ôi, gì vậy? Ui, cái này là gì vậy? Ôi. Ủa mấy bạn ơi, cái vừa hiện lên là cái gì các bạn? Sợ vãi, cái gì nó mới hiện lên là mình giật cả mình luôn. Ôi, một con kỳ nhông nè. Ui, kim cương các bạn ơi. Chúng ta đã kiếm được kim cương. Yeah. Ok. Mới có xuất hiện cái một cái bảng gì đó hiện lên là mình giật hết cả mình luôn. Ok, cái hầm mỏ bỏ hoang này nói chung thì cũng không có gì đặc biệt cả thôi, mình đi farm ít đá rồi mình về các bạn ơi. Chán rồi á, farm thôi. Ok, rồi sau khi thời gian farm mình cũng đã kiếm được khá đá ở đây. Bây giờ về nhà chế tạo nó thành đá củi các bạn ơi. Chế tạo thành đá củi, sau đó là chúng ta đi chặt thêm ít gỗ nữa. Ok, xong. Bây giờ là chế tạo được ít đá củi nữa nè. Bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ đi chặt thêm ít gỗ nữa là được, là hợp lý luôn. Rồi đi thôi, mình đi qua bên khu rừng bên đây để mình chặt ít gỗ coi. Ui, bị khát nước rồi. Hồi nãy mình có gọi là đem theo một cái gọi là một cái xô nè, để mình mang theo nước mình uống các bạn ơi. Không thôi là mình đi xuống dưới hang mình sẽ không có nước uống. Rồi, hợp lý quá. Ui. Ui. Con gì vậy? Ui, con này là con gì vậy các bạn? Một con gấu à? Con gấu hay là con gì vậy? Ây da. Ui, con này khỏe quá vậy. Wow. Mày hả mày? Mày này, đánh tao này. Nó rơi ra xương với lại da. Da này là da con gì đây? Nhìn giống, ủa cái con đó là con gì ta? Nhìn giống con gấu Bắc Cực mấy bạn ơi. Thôi chắc khỏi quan tâm đến đi. Giờ đi chặt ít gỗ cái đã. Chặt ít gỗ để còn xây cho xong mấy cái chuồng các bạn ơi. Rồi, ok, một cây. Cái mod gọi là Real Life Minecraft này các bạn. Cái game nó rất là thật luôn. Là khi chúng ta chặt gỗ á, là chỉ cần chặt ở cái góc thôi là nguyên cái cây nó sẽ ngã hết các bạn ơi. Là chúng ta sẽ có được nguyên một cái cây gỗ luôn. Không cần phải chặt từng khúc làm gì cho nó mệt. Ui, mình thấy bên kia nó có cái nhà gì kìa các bạn ơi. Để mình qua thử coi. Hình như là một ngôi làng các bạn ơi. Ồ, hợp lý. Chúng ta đã kiếm được một ngôi làng. Để qua bên đây mình sẽ cướp bóc dân làng coi. Ok, thôi đùa thôi, mình qua đó mình xin họ một ít khoai tây với lại cà rốt. Xin chào tất cả mọi người trong làng. Ta là hiệp sĩ vua rồng tới đây. Ok, cái này là cái nhà gì đây? Cái nhà nhìn lão vậy. Trong những cái ngôi nhà này mình nghĩ rằng là nó sẽ có đồ các bạn ơi. Tại những cái ngôi làng thế này nhìn nó giàu giàu nè. Nhiều khi nó có đồ trong đây á, để mình vô mình coi coi. Ở đây không có gì cả. Nhà này có gì không? Cũng không có gì luôn. Ủa kỳ vậy ta. Mình nhớ là mấy ngôi làng này bình thường mà nó phải có gọi là rương hay gì đó chứ. Ôi, mình nghĩ là cái ngôi làng này chắc nó cũng chẳng có gì đặc biệt lắm đâu. Thôi chắc là bây giờ mình đi về các bạn ơi. Thôi đi về mình xây tiếp cho xong cái chuồng của con rồng đây. Ok, đi chặt thêm ít gỗ nữa coi. À quên, hồi nãy mình mới lượm được cái bơm bay răng nè. Cái này hình như là chọi được đúng không ta? Ấy, chọi nè. Rồi nó bay đi xong nó quay lại. Cái bơm bay răng này mình chọi nó bay đi xong nó quay lại các bạn ơi. Chúng ta có thể sử dụng nó để tấn công những cái con quái vật. Chọi nè. Đó.
nó dính vô con quái vật, sao nó bay ngược về chỗ chúng ta. Đây có mấy con lừa nè, mình sẽ chọi bạn xem nha. Chọi nè, đó dính con lừa xong quay lại đó. Chọi nè, đó chọi nè, đó chết lừa luôn. Hợp lý vậy. Ok thôi, không đi gọi là đi quậy phá nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu quay trở về gọi là ngôi nhà của chúng ta và tiếp tục gọi là xây chuồng rồng thôi. Mình sẽ đi ở quên đi chặt gỗ trước đã. Đi chặt gỗ sau đó mới xây chuồng rồng được. Hello mấy em rồng cưng, anh đã quay trở về rồi đây. Ok, giờ mình tiếp tục leo trên xây dựng tiếp mấy bạn ơi. Mình đã kiếm được thêm một ít gỗ rồi nè. Tè, leo lên trước đã. Rồi, lên tới tầng cuối cùng rồi nè, lên đây xây dựng tí các bạn ơi. Rồi ok. Nhìn từ trên xuống cũng khá là cao nha. Cao ơi là cao luôn các bạn ơi. Rồi xây thêm 2 tầng nữa là đủ 7 tầng nè. Rồi ok, bắt đầu xây nha. Ok các bạn ơi, thì bây giờ cái chuồng rồng cao 7 tầng của mình đã xây xong rồi đây. Các bạn xem đây. Cao chưa? Đứng từ trên đây là có thể nhìn thấy xung quanh đây luôn nè. Ghê thiệt chứ. Rồi bây giờ mình sẽ nhảy xuống dưới nha. Mình nghe nói mấy bạn bảo mình là anh nhảy từ trên cao xuống con rồng sẽ đỡ anh. Bây giờ mình sẽ thử nhảy, mình nhảy xuống sẽ thử nha. Nhảy xuống. Ok rồi, cảm ơn rồng. Trời ơi quá đúng luôn. Mình vừa nhảy xuống rồi có con rồng nó bay lại nó đỡ mình liền nè. Quá hay luôn. Ủa kỳ ta, nãy mình nhớ là mình có bỏ con rồng trên đây mà ta, giờ nó đâu mất tiêu rồi. Ủa gì kỳ vậy? Mình có bỏ con rồng trên đây mà giờ đâu mất tiêu rồi. Ok, mình để con rồng Ender ở đây đi. Ủa, con rồng... Ủa, đừng nói là lỗi game nha. Hồi nãy mới để con rồng đây, giờ đâu mất tiêu rồi. Nhảy xuống con rồng mất tiêu luôn các bạn ơi. Kỳ á. Ủa gì kỳ vậy? Oh my god, chuyện gì đã xảy ra? Lỗi game à? Xong tôi rồi. Thôi không sao, tí nữa mình đi mình kiếm lại nó. Chắc là nó bị lỗi, nó bay đâu mất tiêu vòng vòng đây thôi. Ok, để mình trói con rồng lại. Chó nó lại. Mình đang bị nóng mấy bạn ơi. Mình phải xuống dưới mình sưởi ấm mới được. Nóng quá. Rồi ok, bây giờ các bạn ơi, mình nghĩ rằng là cái clip của mình đến đây cũng đã dài rồi. Và mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc clip tại đây. Và nếu như mà anh em thấy thích cái clip này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên của Team Hero đăng ký họ cho các thành viên của Team Hero nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc clip tại đây. Ok, bye bye tất cả mọi người. Bye bye. Yêu anh em phải nói.